Sau khi mà Lý Hương, Lý Huyền với lại bé Nít ăn xong bữa ăn sáng với những món ăn rất là đơn giản của bà Nà Heo khu vực ở phía dưới, chỉ có một cây xúc xích, mấy cái bánh, thì bây giờ thì ba chị em bắt đầu tiếp tục đi lên Bà Nà Heo. Đó, thấy người ta xếp hàng đây. Đi vô hả? Ừ. Này đừng lấy cáp treo phải đi lên nữa cơ. Ông Thành. Ông Thành. Lấy cái bản đồ đi. Lấy bản đồ Bà Nà đi. Did you have a hat? Đi ra đây coi đi chứ. Xem tụi mình sẽ thiết kế cái chuyện đi. Đây là mình có gì, hệ thống cáp treo, tàu hỏa, leo núi, là những phương tiện lễ hội đi hoa, ừ, lễ hội bia, lễ hội Halloween, lễ hội mùa đông, fantasy park, tốc độ 2, khu trưng bày tượng sáp. Ủa, cái trong cái vé của mình là được vô đúng không? Dạ, vô hết. Đúng hả? Okay. Trời, tấm bùng được thôi. Có tấm bùng á. Cái vé này nó lại vừa bên đây. Khu ẩm thực nè. Quảng trường bao giờ? Điểm đến không đủ, làng Pháp, vườn hoa, sạn spa. Spa. Từ sau này cũng có nữa này. Sau là bản đồ. Sau là bản đồ. Rồi lật lên, xem bản đồ nhà mình ra. Đây, chúng ta đang ở đâu? We'll stay here. Bản đồ. Quầy vé đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta đang ở đâu nhỉ? Chúng ta đang ở chỗ cổng thành đó. Vâng, đâu? 46. Mình lại đang ở cổng thành, số 03. Số 03. Số 03 ở kia. 03. Khu lô xô này đúng không? Đây này. Mình đang ở đây. Mình đang ở chúng đây. Chúng ta đang ở đây nhé. À, hồi nãy giờ là mình chụp hình khúc này nè, mình đứng ở đây nè. Đứng ở đây nè, mình đi qua cầu nè, mình đang đứng ở đây đúng không? Mình sẽ đi khu vực cáp treo. Rồi, ok, xin mời quý vị ha. Let's go. Go.
tiếp tục. Đây là khu vực nhà vệ sinh, ủa thiết kế như là những nhà Hội An ha, cổ Hội An. Bây giờ thì trời cũng đang mưa râm râm. Treo kìa. Đây, wow, cách treo, treo kìa. Mình đây. Xíu chúng ta sẽ đi ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi một vòng đi. Bên đây có tượng Phật ngồi thiền ha. Đẹp quá trời mà. Đây là những cái thành vách giả cổ. Đây, cáp treo nè. Ga cáp treo nè. Nè, Lý Hiền, đi đi một vòng ngay cái khúc này rồi quay luôn. Sao mệt? Đẹp. Đẹp hả? Đi lên, đẹp đi lên, thấy hình. Đây thì họ làm giả như là những cái vách mà bị đổ ở giữa hả? Wow, cái kia giống như vẽ trang trí mà hình nè, cái khúc này nè, nhìn giống như là vẽ trang trí mà mình loan màu á. Nhớ nhớ cái kiểu vẽ đâu. Đẹp ghê nè. Rồi cầu thang đi lên. Chắc mình cũng đi lên thử đi ha, đi tham quan một vòng đi. Nít đi nổi không? Ok, vậy đi lên, let's go. Cầu thang bên đây đúng không? Quẹo lại. Để cô li sơ qua một khu vòng á. Vườn lan trúc ha. Ờ. Ở đây trồng rất là nhiều trúc. Ủ có bắp kìa, vô coi có trái không? Ủ có trái bắp kìa. Ủ hoa sen. Trông đẹp. Trông đầm gì đẹp bằng sen. Có bắp nè. Bắp Mỹ phải. Sao nó vàng quá nhỉ? Ừ. Đẹp ha. Đâu? Nó cái này hái xong một. Không được con. Cái này tốt quá ha. Trời ơi, đúng cái ngày mà trời trái bắp nào trái bắp tốt tao luôn. To to. Trời, thích ghê á. Bắp dễ trồng vậy hả ta? Ước gì nhà mình có một con. Nè, cái màu của nó là nó màu gạch màu vàng, vàng cam, vàng cam. Rồi thôi mình đi đi qua phía bên đây đi. Bên đây có hoa. Ở đây hoa gì nhỉ? Quý khách vui lòng không có hoa. Ở trong đây thì có hai ba chữ ha. Chữ tiếng Tàu, chữ tiếng Anh là chữ Việt. Rõ ràng là đây lưỡng chất Tàu cũng rất nhiều. Hoa gì? Hoa đậu biếc. Không màu gà. Không màu gà. Búp sen, búp sen. Hơi nhỏ. Cây cao ha. Cao hơn. À, có cái coi như nè. Đẹp quá. Đang sụp oxy hay làm gì đây? Sụp hồ, sụp nước. Làm vệ sinh hồ. Cái coi đó hả cô? Ừ, cái coi. Quá đẹp quá hả? Rồi, đây là khu vực cáp treo rồi cả nhà. Đẹp lên. Rồi mình đi tiếp ha. Đi đâu bên đây là đi đây rồi. Ở bên đây có xe rip nè. Xe điện. Wow. Ở trên trần là những cái bức hình về Hội An á.
Hội An, Suối Mơ. Mưa rồi. Ở đây có chè cung đình Huế nữa. Đây, da bà nè. Ga Hội An, Suối Mơ, Bà Nà, ga Thác Tóc Tiên. Ở đây có chè cung đình Huế đây. Cái cáp treo để trái. Để Phan đi qua quay lên đây một cái. Này cái gì đây? Cổng mà. Cổng của Sun Group. Wow, đẹp quá luôn. Nè, nếp vô đây nếp. Đẹp quá trời luôn. Đó, Lý Hiền tự sướng. Đúng rồi, có rất là nhiều nè. Cáp nè. Cáp bên đây, đường cáp bên đây, đường cáp. Rất là nhiều cáp nè quý vị. Nè, có mấy đường cáp lận nè. Bây giờ mình coi lịch trình coi có mình đi như thế nào tiện nhất nha. Đây là xe. Xe vận chuyển. Thì mua vé. Nói con là người Đà Nẵng. Dùng hết sức để nói. Của mình. Mua cái gì á? Vô trong mua bán uống xong nhẹ nha. Chị ơi, chờ xíu chị ơi, con đứng đây chờ xíu nha. Mua cái gì á? Ở đây là ngay khu vực soát vé thôi quý vị. Mét tư là vé người lớn ha, mọi người Đà Nẵng luôn. Nếu như mà chúng ta có hộ khẩu thì chúng ta sẽ được giá là khoảng 400 cho người lớn, 300 cho trẻ con. Còn nếu như mà không có, không chứng minh được gì hết thì gần như là phải tốn 700 nghìn.
cho một lượt khách người lớn. Đây là cho công nhân. Bé người lớn rồi nha cưng. Mai mốt nhớ đi là phải đem theo cái gì đấy. Nói người Đà Nẵng ai mà tin. Nếu là trẻ con mà Đà Nẵng mà chưa có giấy chứng minh nhân dân thì chúng ta phải đem giấy khai sinh hoặc là hộ khẩu gì đấy. Nói chung là giấy tờ gì để chứng minh là đây là dân Đà Nẵng thì mới được cái mức giá ưu đãi như vậy. Wow. Trên trần ha, trên trần là cái dòng sông úp ngược lại. Wow, đây khu vực cáp treo đây nha. Vũ Long xếp hàng 12 người trên một cabin. Vô rồi. Là mình ngồi. À, vậy là mình nằm luôn. Đây, khách họ sẽ xếp, nếu mà đi khách đoàn thì khoảng là 12. 12 người ha. 12 người cho một cabin. Còn đây Lý Hương, Lý Hiền, bé Nét. 3 người một cabin. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi cái ga này đi đâu nhỉ? Đi ga An. Ga Hội An. Ga Hội An à? Ý, ở đây có túi nôn nè. Ôi giời ơi. Bin này to hơn cả bin. Cáp treo nè, Hội An cái gì đây? Túi Hội An. Mạch xeo. Công suất một lượt là 2600 khách. Nó tối rồi. Đây qua cái cửa này thì cái cáo sẽ cam đi tự động đóng. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài. Trời ơi. Đẹp quá trời luôn. Không biết là một lượt gì để quay thời gian thật coi một lượt như vậy là. Ở xuống dưới nó đẹp quá. Suối nè. Đây. Đây để quẹo lại. Đẹp quá trời. Để qua đây ngồi cho nhường màn đây đây. Background toàn cảnh. Quá trời. Ồ, nguyên một khu dưới đây luôn nè. Khá là đẹp. Cho nét vô luôn. Quá đẹp quá trời luôn. Này nhìn giống của hoàng cung ha. Lý Hiền. Có những cái bãi xe cũng rộng ghê.